vườn nho này luôn nha. Em chờ quý vị ở đây nha quý vị nha. Nhà em dẫn vào trong, xong quay ra cái đường đó ra ngoài đây. Mình tập trung ở đây để đi xem show tiếp theo. Ok. Rồi, tất cả các gia đình đủ rồi không? Phải nào nè. Vô luôn. Bọn nó là đi tới chiều vẫn.